Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung chính sau đây. Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy nhằm khảo sát các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Lào Cai. Câu chuyện nỗ lực vượt qua bản thân của nữ sinh giành 5 suất học bổng từ các trường đại học danh tiếng trên thế giới. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cần giải bài toán phân luồng cho học sinh. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch số 134 ngày 4 tháng 4 năm 2018 của Ban Tổ chức Trung ương về việc khảo sát các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Lào Cai. Chiều ngày 15 tháng 5 năm 2018, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Đỗ Thị Nghĩa, Phó Vụ trưởng Vụ Đảng viên Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn. Trong những năm qua, Tỉnh ủy Lào Cai đã tập trung chỉ đạo xây dựng chi bộ thôn bản, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, 1.618 trên 1.618 thôn bản trong tỉnh đã có chi bộ độc lập, trong đó có 765 chi bộ thôn bản đã có chi ủy, chiếm 47,28%. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn tỉnh còn 8 thôn bản phải điều động 100% đảng viên nơi khác để thành lập chi bộ nhằm đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng. Về công tác xây dựng Đảng tại Lào Cai liên quan đến các nội dung xây dựng 4 đề án của Ban Tổ chức Trung ương, đó là đề án xây dựng quy định về rà soát, sàng lọc, đưa những người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng, đề án xây dựng hướng dẫn khung để nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, đề án về sửa đổi, bổ sung quy định kết nạp đảng viên đối với người có đạo và đảng viên tham gia sinh hoạt tôn giáo, và đề án về sửa đổi, bổ sung quy định về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng. Tỉnh Lào Cai khẳng định đây là những đề án hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay, qua đó góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng tại địa phương. Đặc biệt, đối với đề án xây dựng quy chế sàng lọc đưa những người không đủ tư cách ra khỏi Đảng, tỉnh Lào Cai đã đưa ra 5 phương pháp sàng lọc, phát hiện những đảng viên không đủ tư cách đưa ra khỏi Đảng, nêu cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy các cấp trong việc tổ chức thực hiện và thực hiện việc rà soát, sàng lọc đảng viên, chỉ ra những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, những bất cập không phù hợp trong các quy định hướng dẫn của Trung ương. Gắn với đó, Lào Cai cũng đề xuất với Trung ương ban hành quy định rà soát, sàng lọc và đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng, trong đó phân công rõ nhiệm vụ cho từng cấp, từng ngành tham mưu và thực hiện đổi mới việc thông báo đảng viên nghỉ hưu, chuyển sinh hoạt Đảng về nơi cư trú. Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã làm rõ hơn một số vấn đề liên quan đến các đề án trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Đồng chí mong muốn Trung ương sớm ban hành các đề án đảm bảo chất lượng, tính thực tiễn cao. Đây là cơ sở để công tác xây dựng Đảng có chuẩn mực chung, dễ thực hiện cũng như kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo phát huy vai trò tổ chức Đảng, đảng viên. Những ý kiến đóng góp của Lào Cai đã được Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao, coi đây là cơ sở quan trọng để Trung ương xây dựng các đề án trúng và đúng, phát huy hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng giai đoạn hiện nay. Trước đó, đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương đã dành 3 ngày để tiến hành khảo sát công tác xây dựng Đảng tại một số địa phương của tỉnh nhằm đánh giá một cách khách quan các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 5, huyện ủy Bảo Yên đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 22 ngày 2 tháng 2 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Qua 10 năm thực hiện nghị quyết số 22 NQTU của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 10, Ban Thường vụ Đảng bộ huyện Bảo Yên đã triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị nghị quyết của Trung ương và địa phương, xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện tới 100% cán bộ đảng viên, bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc. Qua đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
nhiều tổ chức cơ sở đảng đã giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện chủ trương đường lối chính sách pháp luật của nhà nước và chỉ đạo cấp ủy cấp trên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ cơ sở được chăm lo. Trong các buổi sinh hoạt, đã vận dụng lồng ghép, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Từng đảng viên luôn nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, kịp thời phát hiện thiếu sót, khuyết điểm, đề ra biện pháp giải pháp khắc phục có hiệu quả. Chiều ngày 14 tháng 5, Hội đồng đội huyện Sapa đã tổ chức lễ kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2018 và 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2018. Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang chặng đường 77 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Cùng sự phát triển của công tác đội và phong trào thiếu nhi của cả nước, Đội Thiếu niên Tiền phong huyện Sapa không ngừng đổi mới trong công tác chăm lo bồi dưỡng giáo dục cho các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng. Các thế hệ thiếu nhi đã tích cực tham gia nhiều phong trào như nghìn việc tốt, phong trào kế hoạch nhỏ tại các liên đội. Từ đó đã có nhiều tấm gương thiếu nhi tiêu biểu, những tập thể điển hình trên tất cả các mặt. Bên cạnh đó, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh huyện đã tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa như bạn giúp bạn, vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ theo định kỳ, chăm sóc ông bà cha mẹ, những nhà tin học nhỏ tuổi. Tổ chức thực hiện nhiều công trình măng non, công trình lò sấy quần áo cho học sinh bán trú, công trình biến rác thành hoa của các liên đội. Dịp này, Hội đồng đội huyện Sapa đã trao giấy khen cho 41 đội viên tiêu biểu trong công tác đội và phong trào thanh thiếu niên huyện Sapa năm học 2017-2018, trao giấy khen cho 3 em thiếu nhi có đóng góp tích cực trong công tác tình nguyện phục vụ lễ hội mùa hè Sapa 2018. Cùng thời gian này, huyện ủy Bảo Thắng đã tổ chức hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp huyện năm 2018 với sự tham gia của 7 thí sinh là giảng viên kiêm chức và giảng viên chuyên trách của Ban tuyên giáo huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện. Các thí sinh lần lượt trải qua 3 phần thi gồm phần thi giáo án, thi giảng và thi trả lời câu hỏi ứng xử tình huống. Các bài thi với những nội dung tập trung vào chương trình học tập lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng, chương trình lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, chương trình bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở, các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị xã hội. Trong phần thi giáo án, thí sinh chuẩn bị một bài giảng theo quy định với yêu cầu ngắn gọn, rõ ý, phản ánh đầy đủ nội dung cần truyền đạt. Trong phần thi giảng với thời gian 15 phút, các thí sinh thực hành một phần giảng bài đã chuẩn bị trước. Sau khi giảng xong, thí sinh trả lời các câu hỏi của giám khảo liên quan đến phần thi của mình. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Phạm Thị Kim Dung, giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, trao 2 giải nhì, 3 giải ba, 1 giải khuyến khích và giấy chứng nhận giảng viên lý luận chính trị giỏi. Huyện Văn Bàn vừa tổ chức khánh thành và bàn giao công trình trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Sơn Thủy do Tổng công ty Thép Việt Nam tài trợ, đầu tư và xây dựng. Công trình trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Sơn Thủy, huyện Văn Bàn được khởi công xây dựng từ tháng 9 năm 2017, có quy mô với khối nhà 2 tầng, 6 phòng học và khối nhà phụ trợ gồm bếp ăn, nhà vệ sinh, phòng tắm, sân bê tông. Tổng diện tích sử dụng 1.800 m², tổng mức đầu tư 5 tỷ đồng. Đây là công trình thứ 2 của Tổng công ty Thép Việt Nam trong chương trình ký kết với Ủy ban nhân dân huyện Văn Bàn về an sinh xã hội tại địa phương. Việc khánh thành và đưa vào sử dụng trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Sơn Thủy đã tạo điều kiện cho học sinh được học tập vui chơi an toàn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Đây là món quà có ý nghĩa xã hội to lớn, đáp ứng ước mơ học tập của học sinh trên địa bàn xã. Công trình được khánh thành còn có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng nông thôn mới của xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn. Thưa quý vị và các bạn, khi mà câu chuyện cổ tích của Nguyễn Lê Hoài Anh vẫn còn đọng lại nhiều cảm xúc với nhiều người dân Lào Cai, thì tiếp bước sau đó thầy và trò trường Trung học phổ thông chuyên Lào Cai lại đón nhận niềm vui mới khi có tới 4 em học sinh nhận được học bổng của những trường đại học top đầu của các nước như Mỹ, Úc, Canada trong năm học này. Đó là các em Trần Hồng Hạnh, Lý Minh Tú, Hà Minh Châu và Trần Ngọc Minh. Để những giấc mơ du học không xa vời, quả thực là một hành trình dài và gian nan. Chúng ta sẽ cùng hiểu hơn hành trình này qua câu chuyện của em Trần Ngọc Minh.
yêu thích khoa học, Trần Ngọc Minh đã sớm tham gia các cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học trong 3 năm liên tiếp từ khi còn học lớp 9, với mục tiêu hướng đến cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế được tổ chức tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, kết quả không như mong muốn khi em chỉ dừng lại ở vòng thi quốc gia. Nhưng chính bởi vậy mà ước mơ được tới Mỹ du học của Minh ngày càng lớn. Bằng sự cố gắng kiên trì theo đuổi đam mê của bản thân, Minh đã đạt điểm cao trong các cuộc thi, đặc biệt là môn toán, khoa học, cộng với thành tích hoạt động khác và bài luận xuất sắc của mình, Ngọc Minh đã xuất sắc giành được tới 5 suất học bổng từ các trường đại học danh tiếng trên thế giới, trong đó có 4 trường đại học ở Mỹ và 1 trường đại học ở Canada. Cái ý tưởng bài luận thì nó đến với em khá là bất ngờ ạ. Em thì cũng đã suy nghĩ rất nhiều về cái bài luận này rồi ạ. Ban đầu thì em có đọc rất nhiều sách để có thể là hay là mình viết về cuốn sách mình ưa thích đi ạ. Nhưng trong một lần mà em đi đón em trai em đi học về ạ, thì tình cờ trên đường em đã nghĩ đến, em đã nhìn thấy một cái tấm biển quảng cáo gì đấy ạ, có cái phương trình ạ. Thì em đã tình cờ nghĩ đến cái phương trình tham số ạ. Là trong cái suốt một khoảng thời gian khá là dài, khoảng 2 tháng gì đấy ạ, thì em đã nghĩ về cái phương trình tham số rất nhiều. Rồi em nghĩ đến một câu nói mà một thầy giáo từng nói với bố mẹ của em, là em là một người có rất nhiều đam mê ạ. Chính vì vậy mà em đã quyết định viết về hành trình đi tìm đam mê của mình và gắn nó với cái phương trình tham số. Học cấp 3 này rồi, khi đã sắp ra trường rồi thì em quyết định là bản thân mình thì phải tìm cho mình một cái đam mê thực sự ạ. Thay vì cứ loanh quanh trong cái tham số mờ của cái phương trình đấy thì phải tìm được cái nghiệm ích thực sự ấy ạ. Và em đã chọn cái con đường để giải cái phương trình đấy bằng cách là sẽ cố gắng để đặt chân được đến nước Mỹ. Từ đó có thể tìm ra được những cái đam mê thực sự của mình và phát triển nó một cách tối đa ấy. Mặc dù bận học, Minh vẫn sắp xếp để có thời gian tham gia các hoạt động ngoại khóa. Ở trường, em là chủ tịch câu lạc bộ Toán Tin, đồng sáng lập và chủ tịch câu lạc bộ Du học. Minh từng là đại biểu tham dự hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc tại Indonesia, Malaysia và hội nghị mô phỏng ASEAN toàn quốc năm 2017. Những hoạt động này đã giúp Ngọc Minh được gặp gỡ nhiều người giỏi và có thêm động lực để tiến tới mục tiêu cao hơn. Em thấy là bất kỳ ai cũng có những cái nỗ lực, cái đam mê riêng của mình. Và cũng như là cái việc mà chị Hoài Anh năm ngoái mà đã đạt được ấy, thì cũng là một cái động lực để cho bọn em thấy rõ được việc là không phải là mình thua kém gì những cái bạn học sinh ở tỉnh khác, ở những cái khu trung ương khác, mà mình cũng có thể đạt được cái mục đích mà mình mong muốn từ những cái nỗ lực của mình. Em cũng học với bạn Minh từ năm tiểu học đến giờ rồi, thì hai người cũng chơi rất là thân với nhau. Và em cũng thấy là bạn ý là một người từ nhỏ rồi bạn ý vẫn luôn rất là nỗ lực và cố gắng không ngừng. Là lớp trưởng của lớp 12 toán, em Ngọc Minh không chỉ xuất sắc cho học tập, thì em còn là một người luôn có rất nhiều tố chất, có khả năng lãnh đạo cũng như là có khả năng thuyết trình cũng như là rất là nhiều kỹ năng mềm, rất là thích hợp với những trong cái thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tiếp bước Nguyễn Lê Hoài Anh, trường Trung học Phổ thông chuyên Lào Cai đã có 4 học sinh nhận được học bổng du học của các trường đại học danh tiếng trên thế giới. Đây là kết quả của quá trình vun trồng, chăm sóc bằng cả trái tim, trí tuệ và định hướng tốt của các thầy, cô, nhà trường. Trong cái xu thế hội nhập toàn cầu, học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Lào Cai được xác định cái nhiệm vụ học tập của mình là phải làm sao không chỉ là đạt được cái kiến thức tốt nhất, mà còn phải có những cái kỹ năng sống, những cái kỹ năng hòa nhập quốc tế. Chính vì vậy mà nhà trường rất khuyến khích các em tìm kiếm những cái môi trường học tập tốt hơn sau khi tốt nghiệp. Em cảm thấy rất là may mắn khi học ở trường chuyên ạ. Tại vì các thầy cô thực sự là tạo điều kiện cho em rất nhiều trong cái việc là bọn em vừa học tập trên lớp, vừa tham gia các cuộc thi rồi vừa apply học bổng ấy ạ. Thì cái khối lượng công việc bọn em phải làm nó nhiều hơn so với các bạn học sinh khác, nhưng các thầy cô thì vẫn luôn tạo điều kiện ạ. Mặc dù còn nhiều khó khăn so với môi trường giáo dục của các địa phương phát triển, nhưng bằng sự quyết tâm, nỗ lực, tự tin vượt qua chính mình thì giấc mơ du học của học sinh Lào Cai nay đã không còn xa vời. Tuy nhiên, các em học sinh của Lào Cai cũng rất cần thêm sự quan tâm, đầu tư có hệ thống, chiến lược để chắp thêm những đôi cánh giúp các em bay cao, bay xa trong thời kỳ hội nhập. Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc đầu tư cho giáo dục chất lượng cao thì ở khía cạnh khác, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phổ thông cũng quan trọng không hề kém. Thực tế hiện nay, dù là nhu cầu của các cơ sở sản xuất, các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn rất lớn, song lại rất khó tuyển dụng vì số lao động chưa qua đào tạo lại lớn, số thì không phù hợp. Rõ ràng ngoài những vấn đề về tài chính, về cơ sở vật chất hay trang thiết bị để nâng cao chất lượng ở các cơ sở giáo dục đào tạo, thì nhiệm vụ tuyên truyền, tư vấn nghề nghiệp cũng như phân luồng học sinh, đặc biệt là với học sinh trung học phổ thông là hết sức quan trọng,
hạn chế tối đa tình trạng không tìm được việc làm sau đào tạo. Mỗi năm, trường Trung học phổ thông số 1 thành phố Lào Cai có khoảng 300 học sinh tốt nghiệp lớp 12, trong đó có khoảng 90% số em thi đỗ vào các trường đại học và cao đẳng. Số còn lại cũng đã lựa chọn các trường nghề để học tập, chuẩn bị hành trang cho tương lai. Để đạt được kết quả tích cực này, thì việc sớm phân luồng học sinh của nhà trường được xem là một trong những nhân tố quyết định. Ngay từ khi các em bước vào học kỳ 2 của lớp 11, nhà trường đã tổ chức tuyên truyền, tư vấn, đồng thời phân loại trên lớp để ôn luyện, bổ sung kiến thức cho học sinh theo đúng nguyện vọng, cũng như đặc thù đào tạo của ngành nghề mà các em lựa chọn. Nhà trường đã mời một số các chuyên gia ở trong tỉnh đến nói chuyện và phân tích về cho các em biết về tình hình phát triển kinh tế xã hội cũng như là xu hướng nghề nghiệp của tỉnh Lào Cai. Đoàn thanh niên cũng đã tổ chức tọa đàm thanh niên lập nghiệp để đưa ra những cái tấm gương trẻ có nhiều thành công giúp cho các em định hướng, xác định được cái mục tiêu học tập của mình. Còn đây là buổi tuyên truyền tư vấn định hướng nghề nghiệp cho học sinh mới được trường Trung học phổ thông số 2 huyện Bảo Yên tổ chức. Không chỉ có những ban ngành liên quan của địa phương mà cả các đồng chí lãnh đạo cao nhất của huyện cũng đã được nhà trường mời về nói chuyện tư vấn cho học sinh về học nghề, lập nghiệp và nhu cầu của địa phương, của tỉnh cũng như xu hướng xã hội. Với sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã giúp các em học sinh ở các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của huyện thêm tự tin vượt lên để tiếp tục học tập tốt. Mặc dù là có khả năng nói tiếng Anh nhưng mà vẫn chưa tự tin đứng trước đám đông hay là giao tiếp với người nước ngoài. Sau khi bác Đức Dương Đức Huy tư vấn thì em cảm thấy là mình nên bước ra ngoài cuộc sống nhiều hơn, cảm nhận mọi điều bằng chính con người của mình. Qua ngày hôm nay cháu nghĩ là chỉ khi mà mình tự tin thì mình có thể làm được mọi việc mà mình mong muốn. Và sắp kỳ thi sắp tới thì cháu tin là mình sẽ cố gắng hết mình, nỗ lực 100% để có thể đạt được kết quả cao nhất. Trên thực tế, nhiều bậc phụ huynh chỉ mong muốn, thậm chí áp đặt các con lựa chọn các trường có tiếng để thi vào mà không quan tâm đến nhu cầu sử dụng của xã hội, đặc biệt là năng lực sở trường của con em mình. Vô hình chung, các em không phát huy được năng lực sở trường, khiến hiệu suất lao động thấp, dễ sinh chán nản bỏ cuộc. Nếu như cái việc áp đặt đó đúng thì chắc chắn là các cháu tốt, nhưng không đúng thì hậu quả nó là không lường. Vì vậy thì trước hết là các em nên đọc kỹ những cái hướng dẫn của các thầy các cô giáo về các cái ngành nghề, đọc kỹ để chúng ta xem là hình dung rằng là chúng ta trong tổng số bao nhiêu ngành nghề đấy thì chúng ta lựa chọn vào cái nhóm ngành nghề nào. Cái đó là cái nhất. Cái thứ hai là chúng ta phải tìm hiểu rõ cái bản thân của mình, khả năng mình, năng lực của mình, sở trường của mình và cái giá trị nghề nghiệp mà chúng ta lựa chọn đấy. Trong chiến lược đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh, Lào Cai xác định phấn đấu đến năm 2021 sẽ có trên 81% thanh niên từ 15 đến 18 tuổi được học trung học phổ thông, học nghề ở trình độ từ trung cấp trở lên. Sau trung học phổ thông, có khoảng 20% số học sinh tốt nghiệp tiếp tục học đại học, 70% tham gia học chuyên nghiệp hoặc các trình độ khác. Đây là nhiệm vụ khá nặng nề, cần có sự tích cực vào cuộc của tất cả các cấp các ngành, các tổ chức đoàn thể, cộng đồng các doanh nghiệp, các bậc phụ huynh, để có thể khai thác và phát huy tốt nguồn nhân lực trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương đất nước. Xin chuyển sang các tin tức khác. Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị đảm bảo an toàn cho các công trình cầu, ngầm, phà trong mùa mưa, lũ, bão năm 2018. Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị thuộc Tổng cục, các sở giao thông vận tải quản lý quốc lộ, các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP, khẩn trương tiến hành kiểm tra tình trạng làm việc của móng, thân, trụ cầu. Lưu ý các hiện tượng sói hở, sói sâu bệ móng, nứt vỡ kết cấu thân, móng trụ cầu. Kiểm tra tình trạng mố cầu để sửa chữa khắc phục kịp thời nhằm đảm bảo an toàn. Đối với các bến phà, cầu phao, kiểm tra toàn bộ tình hình hoạt động và trang thiết bị của các bộ phận an toàn để sớm phát hiện và khắc phục sửa chữa các hư hỏng. Đối với ngầm, tràn, kiểm tra tình trạng kỹ thuật của ngầm tràn. Lưu ý kiểm tra hiện tượng sói, lở, hở móng ngầm, tràn, các biển báo hiệu, các bộ phận phòng chống nước cuốn người, xe qua ngầm, tràn. Bên cạnh đó, Tổng cục yêu cầu các đơn vị khẩn trương xem xét các nội dung thực sự cần thiết để đề xuất cho phép sửa chữa, khắc phục kịp thời. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý 39 phương tiện chở quá tải và tự ý thay đổi kích thước thành thùng. Theo đó, tất cả các xe vi phạm kích thước thành thùng sẽ phải trả lại nguyên trạng như quy định và được cơ quan đăng kiểm tổ chức đăng kiểm mới được phép lưu thông trở lại.
thực hiện quyết định số 859 QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện kiểm tra phương tiện chở quá tải trọng, tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe, xe không đủ tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và vi phạm trật tự an toàn giao thông năm 2018. Ngay từ ngày 21 tháng 3 đến nay, tổ công tác liên ngành của tỉnh gồm Cảnh sát Giao thông, Thanh tra Giao thông, Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Giao thông Lào Cai đã triển khai kiểm tra tại các tuyến quốc lộ 70, 4E, 4D, 279, tỉnh lộ 151 và trên địa bàn thành phố Lào Cai. Trong tổng số 196 phương tiện được kiểm tra, có 39 trường hợp vi phạm, trong đó có 14 xe tự ý thay đổi kích thước thành thùng và kết cấu xe không đúng quy định hiện hành. Tổ công tác đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 370 triệu đồng, tạm giữ 12 phương tiện. Trong số các phương tiện tự ý thay đổi kích thước thành thùng và kết cấu xe không đúng quy định hiện hành, có 8 phương tiện tổ công tác đề nghị Ban An toàn Giao thông tỉnh chỉ đạo Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Giao thông Lào Cai giám sát chủ phương tiện thực hiện việc tháo dỡ phần thành thùng xe tự ý cơi nới và tổ chức đăng kiểm lại nếu đảm bảo đúng quy định mới cho phép lưu thông. Ngày 15 tháng 5, Hội đồng tiêu hủy Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực chống buôn lậu và hàng giả theo đúng quy định của pháp luật. Tang vật tịch thu tiến hành tiêu hủy gồm 250 chiếc áo khoác dài mỏng các loại nhãn hiệu The North Face, gần 3.000 gói bánh kẹo, 1.100 vỉ thạch trên bao bì có in chữ nước ngoài, một số vòi nước thông minh, bình thủy tinh và các dụng cụ xay bằng sắt. Đây là các tang vật được tịch thu từ một số vụ việc vi phạm hành chính mà lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế quản lý và chức vụ đã bắt giữ, xử lý. Tang vật trên được tiến hành tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo không còn khả năng tái chế, sử dụng, không ảnh hưởng đến môi trường. Quá trình tiêu hủy được giám sát chặt chẽ của các thành viên Hội đồng tiêu hủy Công an tỉnh. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.